Sau đây, Pai Truy sẽ gửi tới quý vị những thông tin mới nhất về thị trường chứng khoán trong thứ Hai ngày 19 tháng 10. Tiếp nối sự tích cực trong phiên giao dịch cuối tuần trước thì thị trường chứng khoán Việt Nam đã mở cửa tăng điểm nhẹ. Tuy chỉ ít phút sau đó thì VN Index đã bị kéo xuống dưới mốc tham chiếu. Tin vui là đó là khoảng thời gian duy nhất mà thị trường đỏ điểm. Trong thời gian còn lại thì VN Index giao dịch trong sắc xanh ở biên độ hẹp và cuối phiên thì chỉ số đã tăng điểm khá bất ngờ và đóng cửa tại mức cao nhất trong phiên khi cộng thêm 8,82 điểm, tương đương với 0,78% lên mức 1.137,36 điểm. VN30 thì tăng thêm 10,59 điểm và đạt mức 1.150,37 điểm. Các cổ phiếu dầu khí, công nghệ thông tin, thép và phân bón chính là tâm điểm dòng tiền mua vào trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Về phân tích kỹ thuật thì VN Index đã tăng điểm nhưng khối lượng thì vẫn ở mức thấp, cho thấy rằng tâm lý nhà đầu tư vẫn tiếp tục thận trọng. Hiện tại thì vùng 1080 đến 1100 đang phát huy tốt vai trò hỗ trợ khi mà chỉ số VN Index đã test khá nhiều lần và ghi nhận lực cầu bắt đáy mạnh. Tuy nhiên thì xu hướng tăng phải được hỗ trợ bởi dòng tiền. Về tình hình cổ phiếu ngày hôm nay thì nhóm dầu khí đã đồng loạt tăng điểm với các đại diện như là PVC, BSR, OIL đều tăng hơn 5%. Các mã còn lại như là PLX, PVB, PVS hay là PVD thì cũng vượt trội với mức tăng hơn 2%. Giá dầu đã bật tăng trở lại sau chuỗi lao dốc vào cuối tuần qua thì có thể là một trong những động lực tăng của cổ phiếu ngành này. Riêng về cổ phiếu PVD thì thời gian gần đây, ba công ty bảo hiểm nhân thọ ngoại General Life Việt Nam, Han Hoa Life Việt Nam và Chubb Việt Nam cùng với quỹ Vina Capital đã đồng loạt đua gom cổ phiếu này. Về kỳ vọng doanh thu quý 3 năm 2023 thì PVD tiếp tục ghi nhận phần còn lại của khoản đền bù hợp đồng của Valeura tương ứng với 70 tỷ đồng. Theo đó thì lợi nhuận dòng quý 3 dự kiến sẽ đạt là 160 tỷ đồng và gần như là đi ngang so với quý 2, song cải thiện tích cực so với khoản lỗ 34 tỷ của cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó thì nhóm cổ phiếu phân bón như là DCM, DPM, BFC hay là LAS thì cũng tăng mạnh từ 3 cho tới 5,4%. Nhóm vận tải biển có HAH tăng 3,71% và chạm mốc 40.550 đồng một cổ phiếu. Bên cạnh đó có VOS tăng 2,67%, GMD tăng 1,69%. Các nhóm thép và hạ tầng xây dựng thì cũng được giao dịch khởi sắc. Sau phiên tăng trần cuối tuần trước thì cổ phiếu IEG của công ty cổ phần tập đoàn Year One đã mở đầu tuần mới tiếp tục bằng sắc tím với giá được kéo lên mức 16.350 đồng một cổ phiếu và đây là mức cao nhất trong vòng một năm qua. Được biết là Year One đang lên kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần để tăng vốn điều lệ. Trước đó thì trong tháng 9, công ty đã chào bán 45 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên mức 763 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại thì cổ phiếu FRT và DXP sau khi lập đỉnh lịch sử đã bắt đầu chịu áp lực chốt lời khi mà giảm lần lượt là 1,54% và 6,94%. Bên cạnh đó có cổ phiếu TAR của gạo Trung An đã bị bán về mức giá sàn là 12.600 đồng một cổ phiếu sau thông tin bị HNX đưa vào diện kiểm soát từ ngày 12 tháng 10 tới. Theo đó thì cổ phiếu TAR đã bốc hơi gần 45% chỉ trong vòng 2 tháng giảm điểm gần đây. Trong phiên ngày hôm nay thì Vietcombank và VIX là hai cổ phiếu kìm hãm đáng kể đà tăng của VN Index. Tuy về cuối phiên thì đà giảm của hai cổ phiếu này đã được thu hẹp, nhưng Vietcombank và VIX cũng đã lấy đi 1,7 điểm của chỉ số VN Index. Về tình hình nhà đầu tư nước ngoài thì trong phiên ngày hôm nay, khối ngoại đã bán ròng gần 719 tỷ trên toàn thị trường, tập trung vào chứng chỉ quỹ FUEVFVND với giá trị 152 tỷ. Còn lại thì khối này bán ròng nhẹ vào VIX 87 tỷ và PAO 70 tỷ. Trên thị trường phái sinh thì hợp đồng tương lai VN30-F1M đã giao dịch giằng co trong phiên sáng và rồi hồi phục trở lại vào phiên chiều. Kết quả cuối cùng thì VN30-F1M đã đóng cửa tăng 6,6 điểm lên mức 1.145 điểm. Theo đó thì hợp đồng tương lai này đã kiểm định lại vùng 1.144 điểm và xa hơn là vùng 1.152 điểm. Trong phiên ngày hôm nay thì khối lượng giao dịch đã đạt hơn 222.000 hợp đồng và nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhẹ 900 hợp đồng. Nói rộng hơn tới chứng khoán châu Á thì chứng khoán trong khu vực này đã biến động trái chiều trong bối cảnh là tình hình tại Trung Đông đang nóng lên. Các nhà đầu tư toàn cầu thì vẫn đang thận trọng với chứng khoán Trung Quốc và khiến cho thị trường nước này giảm điểm bất chấp những dấu hiệu nền kinh tế được cải thiện. Trong đó thì chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải và Shenzhen đã giảm lần lượt là 0,44 và 0,03%. Ở phía bên kia bán cầu thì chứng khoán Mỹ đã ghi nhận cú đảo chiều đáng kinh ngạc trong phiên giao dịch ngày thứ 6. Sau khi giảm mạnh vào đầu phiên do báo cáo việc làm tốt hơn kỳ vọng, Bộ Lao động Mỹ cho biết rằng nền kinh tế nước này đã có thêm 336.000 việc làm trong tháng 9, vượt xa với dự báo có thêm 170.000 việc làm từ các nhà kinh tế trong cuộc thăm dò của Dow Jones. Tuy nhiên thì tiền lương tháng trước lại tăng yếu hơn dự báo.
Cuối cùng đến với thị trường hàng hóa và tiền tệ thì giá dầu đã tăng mạnh sau khi nhóm vũ trang Hamas, một lực lượng Hồi giáo Palestine đang kiểm soát ở dải Gaza, mở một cuộc tấn công bất ngờ quy mô lớn vào Israel trong ngày 7 tháng 10. Giá dầu Brent tương lai đã tăng 4,53% lên mức 88,41 USD một thùng, còn dầu WTI tương lai thì tiến 4,32% lên mức 86,37 USD một thùng. Đừng quên theo dõi kênh YouTube của chứng khoán Paichi để cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất về kinh tế và thị trường chứng khoán nhé!